Ủy ban nhân dân huyện Phú Tân vừa tổ chức họp hội đồng thẩm định dự án phát triển sản xuất mô hình sinh kế lĩnh vực nông nghiệp thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2022 của xã Phú Thọ và Tân Hòa. Theo đó, xã Phú Thọ và Tân Hòa triển khai 5 dự án gồm chăn nuôi dê, bò vô béo, chăn nuôi heo và nuôi lương. Trong đó, xã Phú Thọ triển khai 3 dự án với 14 hộ tham gia, các dự án với tổng kinh phí thực hiện trên 1 tỷ đồng. Xã Tân Hòa có 7 hộ tham gia, 2 dự án với mức kinh phí thực hiện trên 500 triệu đồng. Nguồn vốn từ ngân sách nhà nước hỗ trợ 5 dự án trên 650 triệu đồng. Các hộ tham gia dự án đối ứng phần còn lại. Hầu hết các hộ tham gia dự án đều là hộ nghèo, cận nghèo và thoát nghèo trong vòng 36 tháng. Sau khi triển khai thực hiện các dự án phát triển sản xuất, sẽ giúp các hộ này có thu nhập ổn định, có điều kiện thoát nghèo, bền vững. Tại hội nghị, các thành viên hội đồng thẩm định đã trao đổi góp ý để các chủ nhiệm hoàn chỉnh nội dung thực hiện các dự án và cách thức triển khai thực hiện.